Giấc ngủ có vai trò to lớn trong việc điều tiết sự lưu thông máu và tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc. Để làm được điều này, các chuyên gia y tế khuyên rằng bạn cần phải ngủ đủ 8 giờ mỗi đêm với hướng nằm, tư thế phù hợp. Vậy nằm ngủ theo hướng nào là tốt nhất? Hướng ngủ có quan trọng không? Hướng nằm ngủ sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề về máu huyết lưu thông. Trong máu chứa nhiều chất sắt, là yếu tố quan trọng tác động đến sức khỏe cũng như tinh thần của chúng ta. Như các bạn đều biết, chất sắt có ảnh hưởng bởi từ trường của trái đất. Vì thế, lượng máu bơm vào tim sẽ bị ảnh hưởng tùy vào chiều hướng nằm khi ngủ của bạn. Nhịp tim đập được cảm nhận rõ nhất khi ta nằm xuống. Nếu như nằm về hướng không đúng, lượng máu có thể được bơm quá nhiều vào não và dẫn đến tổn thương. Ở mức độ nhẹ thì gây choáng váng lúc thức dậy, nặng hơn có thể gây đột quỵ và tử vong. Đã có giải thích về phương diện khoa học lý do tại sao nên chọn hướng ngủ tốt cho sức khỏe. Trái đất có một cực từ trường kéo dài từ Bắc đến Nam. Cực âm là ở phía Nam, trong khi cực dương ở phía Bắc. Các nhà khoa học tin rằng con người có từ trường như nam châm từ lúc bẩm sinh, với cực âm ở chân và cực dương ở đầu. Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt đầu của bạn khi nằm ngủ ở phía Bắc, làm cho hai cực dương sẽ nằm cùng một chỗ và tất nhiên chúng sẽ đẩy nhau. Và kết quả của tình trạng này sẽ khiến bạn rối loạn giấc ngủ hoặc mất ngủ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu bạn ngủ ở vị trí đông, tây, bạn sẽ có một chu kỳ giấc ngủ REM, rapid eye movement ngắn hơn so với những người ngủ ở vị trí phía bắc nam. Những thay đổi cần thiết về hướng ngủ của bạn để giúp cải thiện giấc ngủ REM sẽ có tác động trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vậy chúng ta nên nằm ngủ theo hướng nào là tốt nhất? Việt Nam là đất nước thuộc châu Á, nằm hoàn toàn ở bán cầu bắc. Theo kết quả nghiên cứu thì hướng tốt nhất nên ngủ là hướng đông, đông bắc và hướng tây cũng tốt. Khi cần thiết hãy nằm hướng nam và tuyệt đối không nên quay đầu về hướng bắc. Nên chọn hướng đông, tây. Theo Vatuhacha, hướng tốt nhất với đầu của bạn khi ngủ nằm ở phía đông. Đầu ở hướng đông giúp cải thiện trí nhớ và sức khỏe tổng thể. Bạn sẽ có một giấc ngủ ngon theo hướng này vì người ta tin rằng hướng này giàu nguồn năng lượng tích cực và có sóng dương. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những người ngủ ở vị trí đông, tây có chu kỳ ngủ REM ngắn hơn và so với những người ngủ ở hướng bắc, nam. Học sinh và trẻ em sẽ được hưởng lợi sức khỏe rất nhiều từ việc ngủ với đầu nằm ở phía đông. Ngủ với đầu về hướng tây, hướng ngủ này cũng được coi là thuận lợi. Theo Vatuhacha, người ta tin rằng sự thịnh vượng và có danh tiếng đối với người đang ngủ với đầu hướng về phía tây. Nên chọn hướng nam, một số nhà khoa học tin rằng ngủ đầu hướng về phía nam cũng là tốt đẹp. Các nhà khoa học tin rằng vị trí ngủ này giúp tăng cường hạnh phúc, sự giàu có và sự thịnh vượng. Vị trí này là tốt cho những người đang căng thẳng do bị stress, vì nằm ngủ hướng nam giúp cảm thấy tươi mới nhanh hơn, nâng cao hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng cần thường xuyên tập luyện, rèn luyện sức khỏe, ăn uống healthy sẽ hỗ trợ tốt cho cơ thể, đem đến giấc ngủ thoải mái nhất cho bạn, tốt cho cơ thể. Trên đây chúng tôi đã gợi ý cách chọn hướng nằm phù hợp cho sức khỏe. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, xin cho nhóm một nút like, share và đăng ký để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.